Còn có một vấn đề tôi xin nói sơ qua, vì có một số đồng học ngộ nhận. Trước đây tôi từng nói, nhưng họ nghe sai. Đây cũng là chuyện thật, cũng là trước lúc kháng chiến. Ông ở Tô Châu, giám đốc của một ngân hàng, chính là ông Chu. Lúc đó còn rất trẻ, khoảng hơn 30 tuổi. Ông có một người bạn đi theo đồng bọc, nghĩa là mỗi tối đều đến miếu Thành Hoàng để làm việc. Có một người như vậy, nhưng chức vụ ông ta không cao, địa vị vô cùng thấp. Hiện nay gọi là nhân viên công vụ ở trong quỹ đạo. Ông ta lo về việc thu phát, chính là thu phát trong miếu Thành Hoàng. Ông ta nói một hôm, miếu Thành Hoàng ở Thượng Hải, trong quỹ đạo Thượng Hải là huyện, Tô Châu là tỉnh, nên Thành Hoàng của Tô Châu gọi là Đô Thành Hoàng, cai quản thành phố Thượng Hải. Thành Hoàng của thành phố Thượng Hải đưa một cuốn sổ sanh tử. Nếu người nào sắp chết trước 3 tháng, danh sách đó đều đưa đến Đô Thành Hoàng ở Tô Châu. Ông là người thu phá, nên đưa đến tay ông. Ông hiếu kỳ lật ra xem, lật ra xem cảm thấy rất kỳ lạ. Sao tên ở đây đều là 4-5 chữ, 5-6 chữ? Nghĩ sao cũng không nghĩ ra. Người Trung Quốc họ kép là 4 chữ, nhưng rất ít. Sao ở đây cả cuốn đều như vậy? Đến ngày thứ hai, 3 ngày ông trở về, mấy người bạn này cùng nhau ăn cơm, là bạn tốt của ông Chu nên họ thường gặp nhau và đã nói đến chuyện này. Không ai hiểu được rốt cuộc là như thế nào. 3 tháng sau, người Nhật ở Thượng Hải phát động biến cố 128, mọi người mới quát nhiên đại ngộ. Đó là người Nhật Bản chết trong trận chiến dịch này. Danh sách trước 3 tháng đã đưa đi. Bởi thế ông Chu nói với tôi, có người sống chết có số, đến đánh trận chết cũng không phải chết oan. Danh sách đã đưa đi từ trước, trên danh sách không có thì đạn bắn trúng không chết. Nói cho chúng ta về đạo lý nhân quả. Đi theo đồng bóng là bạn của ông Chu, không phải ông. Nhưng có một số người nghe ngộ nhận cho rằng là chính ông ta, không phải vậy, là người bạn thân của ông. Họ đi làm, có khi chuyện của âm tàu lộ ra chút tin tức, họ đều biết là thật không phải giả. Lúc đó tôi còn trẻ, 26 tuổi, vừa tiếp xúc với Phật pháp. Chuyện của ông kể mãi không hết, rất nhiều toàn là tự thân trải qua, hoàn toàn là sự thật. Đích thực ông Chu ở với chúng tôi, khiến thầy nghe chúng tôi tăng trưởng thêm rất nhiều, cũng khiến chúng tôi tăng trưởng thêm lòng tin, biết thêm một ít về luân hồi lục đạo, biết rằng có những điều này. Cõi người có chiến tranh, trong quỷ đạo cũng có chiến tranh. Bởi thì chiến tranh rất đau khổ, rất đáng sợ. Chiến tranh là đánh không ngừng, không bao giờ dứt. Chết từ chiến tranh, trong ý thức họ vẫn đang chiến tranh. Chúng ta gọi là linh hồn. Sau khi chết, linh hồn vẫn đang chiến tranh.
Hai tháng trước có ba vị đồng học trong nước tặng cho tôi cái đĩa, nói về cuộc chiến tranh Trung Nhật ở Xích Phong, Nội Mông Cổ, chính là thế chiến thứ hai của Trung Nhật. Những tướng quân, sĩ binh tử vong của hai bên hiện nay vẫn đang đánh nhau. Có hai vị tướng quân, một người Nhật Bản và một người Trung Quốc, họ nhập vào người khác và kể câu chuyện này, cầu xin siêu độ. Đến nay vẫn còn đánh. Quý vị xem, chiến tranh đã kết thúc 60 năm rồi, vậy mà họ vẫn còn đánh. Ngô si chưa chuyển đổi nên vô cùng đau khổ. Trong lòng họ muốn đánh trận chăng? Không muốn chiến tranh, đều hy vọng hòa bình, đều hy vọng thế gian này mãi mãi không có chiến tranh. Nên họ đến cầu siêu độ. Tôi xem xong liền lập bài vị của họ ở đạo tràng. Mời họ đến đạo tràng cùng tu học với chúng ta, hy vọng họ cũng có thể niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nên những việc về quỷ thần như vậy là có thật. Nói thêm cho quý vị biết, Phật giáo đích thực không phải là tôn giáo. Đức Phật dạy trời đất quỷ thần đều có. Trời đất quỷ thần này đa phần đều là học trò của Đức Thế Tôn, thân phận như chúng ta đều là đệ tử Phật, tiếp thu giáo huấn của Phật. Mà pháp môn tịnh độ là một trong 84.000 pháp môn, rất nhiều pháp môn. Tu pháp môn này thành tựu, chúng sanh ở tha phương thế giới rất nhiều, như trong đường ngã quỷ, niệm Phật giảng sanh không ít. Điều này như Đại sư Thiện Đạo nói, thường ở chỗ gặp duyên khác nhau. Chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn này. Chỉ cần tin, chỉ cần phát nguyện, không ai không thành tựu. Trong kinh điển, chính là bộ kinh điển này cũng vô cùng thù thắng. Trong đó nói cho chúng ta về luân lý. Luân lý là nói về quan hệ, quan hệ giữa người và người. Trong kinh nói phạm vi rất lớn. Luân lý của nhà nho chỉ nói đến con người. Luân lý của Phật pháp nói đến biến pháp giới hư không giới. Quan hệ giữa chúng ta và con người, quan hệ với trời đất quỷ thần. Hiện nay giới khoa học cũng thừa nhận thiên địa quỷ thần. Danh từ họ dùng gọi là chúng sanh khác tầng không gian. Nhà Phật gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới là chúng sanh khác tầng không gian. Thank you.
Love.